đi kèm với những dòng xe đặc trưng Anh Quốc là những sản phẩm thời trang chính hãng độc chất Troyon. Hôm nay Troyon Motorcycles Việt Nam xin giới thiệu tới mọi người sản phẩm áo khoác giáp thời trang Troyon Triple Jacket, hoàn toàn phù hợp để song hành cùng với tân binh Troyon 660. Với thiết kế thể thao cùng giáp vai, khuỷu tay và lưng sử dụng công nghệ D30 và tấm vai đúc TPU mới, tất cả giúp bảo vệ an toàn cho các biker trong suốt chuyến hành trình. Cơ hội sở hữu sản phẩm này với mức ưu đãi lên đến 40% từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022. Liên hệ ngay hotline Troyon để được tư vấn thêm.